câu chuyện lạ, cực kỳ lạ, loạn luân. Thiếu nữ xinh đẹp cùng anh rể làm chuyện không thể tin cùng với lại bạn thân của anh rể ở tại khu nghĩa địa cực kỳ là linh thiêng ở tại gần khu vực Campuchia. Thì cô gái đã chia sẻ một số điều chúng ta thấy là không thể nào mà ngờ được. Chuyện lạ, đó giờ em thành vlog chưa bao giờ gặp một cái trường hợp như vậy. Cảm ơn tất cả mọi người, bà con cô bác ở phương xa đã tiếp cận cô gái này và gửi những cái thước phim chấn động để cho em cập nhật, để coi như là tìm cách giúp đỡ cho cô gái này về với cha, với mẹ. Sau đây mời tất cả mọi người cùng xem đến cuối clip nhé. Rồi, thức gì sao hôm nay gọi bọn anh đến đây làm gì nữa đây? Sao hôm nay lại có cái căn nhà đẹp vậy? Nhà này á hả? Ờ. Là của mấy ổng để lại cho em á. Mấy ông già mà hôm bữa em quen á. Ừ. Ờ, mấy ổng dâm quá mà em... Cái gì? Em bực bội quá, làm em chửi ổng một lần á. Ổng giận ổng bỏ em đi rồi. Mấy ông dâm là như thế nào? Vậy là ông bỏ đi. Cái kiểu như là... mấy ổng đòi hỏi quá lớn quá mà lúc đó em đang mệt mỏi em không chịu á, chửi lộn với mấy ổng rồi mấy ổng bỏ em đi rồi. Không bỏ đi, ổng bỏ lại cái em cho để lại tài sản cho cái tròi này á. Dạ đúng rồi, trời ơi, có chỗ em ăn ở che nắng che mưa là mừng lắm. Ui rồi ơi. Đó, không có chỗ á. Mà hôm bữa anh nhớ là cái tròi hôm bữa nhìn rách nát, sao hôm nay em lại lên được cái tròi nhìn đẹp vậy? Cái em không biết cái tròi ở đâu ra nữa, nhưng mà của một trong số mấy ổng đó. Ừ, là ông dẫn em đến đây à? Đúng rồi. Ở em được bao lâu rồi? Bữa giờ rồi. Thế á? Em tưởng đâu là có chỗ ăn chỗ ở ổn định rồi, nhưng mà ai về đâu cũng đụng chuyện nữa. Sao nước ngập thế này? Trời mưa ngập đó anh ơi, nhưng mà nó không có ngập trong nhà cũng đỡ nữa. Nói chung là phương tiện đi đứng mua đồ nó hơi khó khăn tí xíu thôi, nhưng mà có chỗ che nắng che mưa cũng đỡ. Đi anh em mình vô xem tham quan đi, chỗ mà tối là ban đêm chúng nó hành. Không, từ từ anh em mình hỏi chuyện sơ sơ thôi, thì một hồi nữa anh em mình vô tham quan cái ngôi nhà có như nào. Rồi thì rồi quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay, bọn em gọi nhóm anh đến đây để làm gì nữa? Em bây giờ em là thân gái chị ở có một mình à. Mà bây giờ một mình em không biết làm gì sống nữa, chân yếu tay mềm và em không biết làm gì nữa. Em gọi điện cho mấy anh tới tuyển chồng cho em. Kiếm người khác cho em á. À, là tức là hôm nay là cái mục đích kêu nhóm bên anh xuống là để tuyển chồng cho em hả? Dạ. Rồi bên anh đăng lên mà có nhiều người đến tìm em thì sao? Thì mọi chuyện em để cho mấy anh chọn á, chứ mỗi khi em chọn em bị sai lầm quá rồi. Bây giờ em muốn cặp mắt nhìn của mấy anh nhìn sẽ chuẩn hơn em. Chứ còn em bị lầm hoài rồi, biết rồi, em chán đời quá. Em bây giờ em chỉ cần một cái chỗ dựa ổn định thôi. Lại căn nhà này hả? Lòng với em ở cả đời. À, thật lòng với em là em ở cả đời luôn á. Ừ. Rồi cái mẫu người yêu lý tưởng của em là gì? Cái mẫu chồng tương lai lý tưởng của em là gì, cu như thế nào thì em phải nói rõ cho mọi người biết để mọi người ứng tuyển được chứ. Nói chung là em cũng không có đòi hỏi giàu sang gì, nhưng mà ít ra cũng phải có sự nghiệp ổn định một tí xíu. Kinh doanh mua bán rồi lận tiện thể có đủ điều kiện để chăm lo cho em. Rồi thứ hai nữa là phải dáng người phải cao gáo khôi ngô tướng tú tí xíu. Đẹp trai khoai to tí xíu, tướng đẹp dày chịu chi là được. Lại là đẹp trai khoai to nữa à? Đúng rồi, đẹp trai khoai to em mới chịu nha. Chứ còn mà mấy cái thằng là quẹo lủng lẳng em không chịu đâu. Đẹp trai phải bùng cỡ này như nè. Cỡ này như nè mới chịu nè. Thế lùn tí có được không? Hả? Lùn một xíu được không? Thôi lùn quá không phải gu của em, cao một tí xíu đi. Rồi cao quá, người của nó dài thì cái của nó mới dài theo, biết không? Thế còn nghề nghiệp sao nào? Nghề nghiệp á thì kinh doanh mua bán vậy cũng được, miễn sao có mua bán á thì là không phải làm công làm mướn cho ai hết, thì như vậy mới có cơ hội chăm sóc cho em. Chứ còn mà đôi khi ổng đi làm công ăn lương á thì tới lúc mà em cần á thì ổng không về được. Nói chung là mình làm chủ vẫn hơn. Thế anh đang có một cái thắc mắc này. Nhớ may mà em tuyển được ấy, mà có 3-4 anh chịu chấp nhận làm chồng của em thì em như thế nào, em lựa chọn sao? Dạ
em cũng không biết trả lời sao nữa. Mọi cái đó em để cho mấy anh lựa chọn một trong số mấy người đó, coi thử ai tốt thì mấy anh chọn cho em đi, chứ giờ em chọn hay bị lầm quá à. Em có nghĩ rằng á là những người lớn tuổi người ta sẽ thật lòng một lòng một dạ với em, nhưng mà cuối cùng sao mấy ổng cũng bỏ em đi đó. Anh hỏi thì có mấy anh mà đúng gu của em thì em tính sao? Trời ơi, nói chung là bao nhiêu anh đúng gu của em gom hết luôn á. Ví dụ như là hai anh em quơ về, hai anh bốn anh em quơ về bốn anh, nói chung là có bao nhiêu thì chỉ cần đúng gu của em, đủ đáp ứng nhu cầu điều kiện cho em thì em quơ về hết luôn á. À, tức là xài chung chồng luôn hả? Đúng rồi. Ôi, vậy là cái kiểu là một vợ bốn năm chồng vậy á? Đúng rồi, bây giờ em sống theo cái kiểu Tây Tạng Ấn Độ á mà. À. Là sống chung một nhà vậy? Đúng rồi. Rồi có về phần sức khỏe hay sao? Sức khỏe khỏe khoắn, sinh lý ổn định là được. Sinh lý cao cao chứ sao? Ủa mà em, anh hỏi à, em có điều kiện nhà em ở nhà rất dưới này mà em yêu cầu cao thế? Hả? À, em có yêu cầu gì cao đâu, em đâu có đòi hỏi đại gia đâu. Trời ơi, em yêu cầu sinh lý mạnh là được rồi. Sau đó em kêu là em phải có tiền bạc rồi có địa vị trong xã hội em mới chịu quen. Trong khi đó em ở nhà ngập nước như vậy. Đâu có phải có địa vị đâu, nói chung là buôn bán nhỏ lẻ thôi. Nói chung là không đòi hỏi đại gia, không đòi hỏi gì cao sang, chứ cũng phải có nghề nghiệp đầu. Con này khôn ha. Anh em thấy con này có khôn không? Rồi phụ hồ xe ôm sao? Hả? Phụ hồ xe ôm sao? Nó không có ổn định làm gì. À, nó khôn giờ nó biết nó nữa. Trời ơi, phụ hồ xe ôm mà không có ổn định em là cái đấy một cái nghề nghiệp của người ta đó. Một ngày người ta kiếm được 400-500 nghìn, nó biết không? Ừ. Vậy hả? Thiệt không? 45 ngàn, một ngày 400-500 nghìn thu nhập em đủ ok không? Mà em có biết là cái nghề nghiệp người ta ổn định như vậy mà có cái phần thân sức khỏe nữa. Mấy ông phụ hồ thì em hiểu cái sức khỏe cỡ nào rồi đó. Ờ, vậy hả? Ừ. Giờ em không biết đâu, mấy anh biết đó, thì mấy anh tiễn cho em đi. Vậy là chấp nhận là hút tất đúng không? Đúng rồi, em hút cho hơn luôn á. Ừ. Rồi nếu mà đồng ý thì dắt đến đây gặp em hay sao? Thì ví dụ chỗ ngập nước vậy mà mấy anh dắt tới làm gì, ví dụ như ít ra cũng phải ra ngoài coi nói chuyện như thế nào, ví dụ như uống cà phê như thế nào, chứ dắt mấy ổng vô đây có cái gì đâu mà vô đây. Bây giờ em có yêu cầu chẳng hạn như muốn cưới em thì em muốn sân lễ là cái gì? Em á hả, là nói chung nhỏ lẻ thôi, em cũng không có đòi hỏi gì sang trọng đâu. Nói chung là sao, thì nói chung là đơn sơ là được rồi, quan trọng là lo được cho mình là được rồi. Hỏi thì đòi bao nhiêu mâm? Em cũng không biết một mâm bao nhiêu, hai mâm là bao nhiêu nữa, em cũng không gành với vấn đề đó nữa. Muốn cầu cưới, muốn cưới em thì bao nhiêu lượng vàng, em nói thẳng luôn đi. Hả? Em cũng không biết nữa, đâu theo như mấy anh thì cần bao nhiêu là đủ. Ai biết đâu, em thấy em tự tin, em xinh gái mà. Em tự tin nay em đá hai ông kia, em có nhà ở rồi thì em. Ủa ba, thôi thì cho anh hỏi này. Thế là hai ông lão hình như là nếu mà ông yêu em thật thì mới giao hết mấy cái tài sản này với em chứ. Má, ông bỏ em đi lâu rồi. Mấy ông bỏ em đi rồi, nếu thật sự về là nó về rồi. Mấy ông bỏ đi lâu lắm rồi. Với lại em nghe nói đâu mấy ông có người khác rồi. Có người khác nhưng mà người ta giao lại tài sản cho em ở đây là người ta cũng thương em đó. Nhưng mà để cái nhà đó em cũng không biết làm gì, có đồ ăn để mà sống, em còn phải ăn uống mới sống nữa. Mà có khi nào là người ta bỏ em vì cái lý do là người ta chê em là yếu? Trời ơi, em đâu có yếu đâu, còn có mấy ổng, có cái bữa mà em đi trượt chân em té đó, chân em nó bị đau đau, bị dắt nó té đó mà mấy ổng không tha cho em. Không tha cho em, không để cho em ngủ á. Rồi cứ khều khều móc em hoài, em bực bội em la ổng bữa đó, bữa sau mấy ổng đi luôn á. Ủa anh đang có thắc mắc là tối em ngủ chung với hai ông ấy luôn? Đúng rồi. Ôi trời ơi. Là ừ. Hai ông chấp nhận luôn. Anh thấy cái áo của ông nào trong kia kìa. Thì mấy ổng đi rồi còn sót lại cái áo đó. Nhưng mà cho anh hỏi này, bây giờ là ai dựng cho em cái túp lều sập sệ cho em, chứ anh nghĩ là em không dựng được đâu. Thì em nói là một trong số mấy ổng đó, của một số mấy ổng đó, rồi thấy em đi ở tùm lum ở nghĩa địa, rồi ở nhà hoang tùm lum, rồi sẵn ổng có cái ổng để lại cho em á, ổng thấy tội nghiệp em cũng để lại cho em á.
Trời ơi, anh thấy là cái mấy cái nón công trường với cái chai rượu kìa. Ủa vậy tối em ngủ đây luôn hả? Ừ, dạ đúng rồi. Nhưng mà có chú được mưa chứ anh thấy nước ngập sắp tràn vô nhà này. Ờ, em không thấy sao chứ mà nó chỉ tràn ngoài đây không mà em chưa thấy bao giờ mà nó tràn vô tới đó hết trơn á. Em ở vùng quê mà em ăn mặc mát mẻ. Thấy chưa, nóng lắm, ngực lắm. Tôi đang sợ biết sao, nó mặc đồ xinh đẹp này rồi bắt đầu nó cứ xài mấy cái chiêu coi như là lợi dụng mấy ông lão để nó chiếm nhà, chiếm chòi này. À, nó giống như con Tina người Bắc á, biết không? Biết rồi, biết. Con này nó, tôi cũng không tin tưởng nó lắm đâu. Canh mấy lúc mà mấy ông đi làm mà con này lại dụ thêm mấy anh thanh niên hàng xóm vào đây. Thì nó kiếm thêm mà, nó làm thêm. Nhưng mà thứ gì nè, kêu nhóm bên anh đến đây tuyển chồng cho em thì em phải nói là u từ bao nhiêu đến bao nhiêu chứ. Trời ơi, nói chung là gu dài tí xéo. Lại ra tiếp. Nói chung là trên 40, không quá 50 được. À, dài gân á, dài gân á. Ờ, cỡ 46, 47, 45 gì đó. Là tới 47, tới 80 hả? Không, 40, từ trên 40 đến không tới 50. Đây là mấy ông? Là ví dụ như cỡ tầm 45, 46, 47 gì đó, 45, 46 thì càng tốt. Họ, ví dụ họ có, ông đó, ông có vợ con này sao? Em có chấp nhận không? À, thôi, em không chịu đâu, kiếm ông nào được có vợ á. À. Ê, mấy ông, tôi đang có thắc mắc này. Sao? Từ cái ngày mà anh em mình quen bé Thư Kỳ đúng không? Nó bảo kiếm cho nó người yêu mà sao bữa giờ tôi thấy là nó toàn đòi là cái u toàn từ 50 đổ lên không ạ? À? Mà con này sao? Là nó thích quen trai trẻ không có tiền, nó quen mấy ông già nó dễ dụ. Nó không thích trai trẻ ta. Trai trẻ thì nó kỹ hơn, con này nó thích mấy ông. Ê Thư Kỳ, cho anh hỏi nha. Già như vậy thì làm sao đáp ứng nổi em mà em cứ thích già hả? Ôi, mấy ông già ông chiều chuộng mình hơn, ông cưng mình hơn. Với lại đừng có coi thường nha mấy ông đó vậy chứ mấy thanh niên trẻ không lại. Ui thế á? Ừ. Tức là kinh nghiệm hả? Đúng rồi. Ui trời ơi, cũng ghê ấy nhỉ. Vậy là Thư Kỳ chắc cái tép quá hết rồi, biết hết mánh khóe của mấy ông rồi đúng không? Ừ. Vì đó thì bởi vậy mới nói em thích cái người già già là vậy đó. Ừ. Này nhưng mà nó... hồi trước là em sống với hai ông ở nghĩa địa, bây giờ là em lại chuyển sang ông khác. Mấy ông bỏ em đi rồi, mấy ông bỏ em đi lâu rồi. À. Rồi bây giờ là có tính dự định gì cho tương lai chưa? Thì đó, em dự tính nên em mới gọi mấy anh tới là kêu mấy anh hỗ trợ tuyển cho em giùm mấy ông khác đó. Ui, em làm thế rồi cái ông hỗ trợ em, ông buồn sao? Ông bỏ em đi rồi, ông có người khác rồi, em ở mình ai lo cho em. Cái nhà này là em sở hữu rồi à? Đúng rồi, ông cho em luôn rồi đó. Ôi, đâu, bây giờ là em dắt tụi anh vô bên trong được không? Vô rồi á? Đi. Rồi nói chung cũng không có gì mà miễn. Anh em đi vô đi. Đi. Anh em đi vô đi. Đi vô review cái căn nhà của nó coi như thế nào. Anh em coi chừng ngã nhá. Điện thoại. Ôi mẹ ơi. Ôi giời. Đầu tối em nằm ở đâu? Cái này tụi em không biết nha, căn nhà con bé này nó dẫn vô em mới quay chứ em chẳng biết đâu. Em chẳng biết. Thì em chạy cái gì đại đó, em nằm xuống. Con bé này nó dẫn tụi em vào tụi em mới quay. Điện nước đầy đủ nha. Ừ. Sao lại có đợt ông nè? Tôi thấy ớn ông sử dụng truy phát kìa. Rồi. Truy phát, chơi truy phát à? Tên thủ rồi đi ra đi. Này mèo. Chứ. Tôi rượu tây ông ơi. Ừ, thấy có bao đầy đấy này. Con bé này tôi thấy nhiều khi nó dụ anh em mình úp sọt đấy. Cái gì đó thôi. Quần áo ông này. Phải không? Đi ra. Ừ. Không được đâu. Đừng có ăn nhá. Đâu anh em mình đi lối sau đi. Tôi nghĩ ông nó sắp về tới nơi đấy. Đấy, anh em đi đằng sau đi chứ đi trước đấy đấy. Đằng trước quay phim nhiều khi coi ông có camera đấy. Không nha. Quay đâu? Đi đây đây. Đây cho cũ. Về cho cũ. Em nói nãy giờ là có người ở mà mấy ông ở rồi mấy ông bỏ em đi rồi. Nhưng mà sao có mấy chai rượu nhiều thế? Rượu gì? Rượu của mấy ổng đó, mấy ổng ngày nào mấy ổng không uống rượu đâu. Ủa, từ lúc là... Tối em có uống chung không? Không, kỳ hồi trước thì lâu lâu cứ uống 1-2 ly ké, còn bây giờ đâu uống đâu. Uống xong rồi chắc cái kiểu thần men lên bắt phục vụ đúng không? Uống xong là bất tỉnh nhân sự luôn, chắc ông gọi thêm mấy ông nữa chơi. Hử? Đâu có đâu, mấy ổng chỉ thích sở hữu riêng một mình mấy ổng thôi. Cái lều này chắc sập ấy. Nếu mà chơi mà kỹ là sập đấy. Toàn ngựa quen đường cũ không tôi. Ê, tôi thú kỳ. Thú kỳ anh đang có thắc mắc này. Thì tối mà em mà ngủ với mấy ông ấy thì em nằm giữa hai ông à? Đúng rồi. À. Em nằm giữa mỗi ông nằm bên đó. Có ấm không?
Hả? Có ấm cúng không? Ấm, giờ quen rồi mà. Bây giờ mấy ổng đi em buồn quá, mấy ổng ổng bây giờ có người khác rồi. Nên bây giờ em cũng phải kiếm người khác thôi. Trời mưa mà được nằm giữa hai ông chắc ấm lắm anh nhỉ? Đúng rồi, mà vì mà mấy ông bỏ em đi lâu rồi, mấy ông bỏ em đi rồi. Chán lắm à? Ừ. Trước mắt là anh em dáng đăng những clip lên để tuyển chồng. Ừ. Nói chung là trước mắt là vậy á. Con bé này nó có chỗ ở cũng vui. Bây giờ anh em có câu hỏi gì chờ hỏi tới bé đấy không? Không thì chúng ta kết thúc video. Con bé này có chỗ ở tôi cũng vui, ông thấy không? Bây giờ không hay là anh em mình dẫn ra cái ngoài đầu đường kia. Rồi đi ra ngoài đường đi. Đi ra ngoài đường cho mọi người xem cái chỗ em ở đi. Trước mắt là mẹ anh em mình cứ nuôi mấy con bé con cá, con cá con gà con vịt. Rồi ở đây trong vườn. Đấy. Rồi đi ra, em ra trước đi. Rồi đi ra ngoài đi. Đấy, cuộc sống của cô gái này cả nhà. Bây giờ là anh em mình chở nó ra chỗ nào. Em thấy mộ người ta không có ai dọn dẹp á, em đi ngang em dọn giùm ta mà. Ông nó héo hết trơn rồi, em cắt cho bớt nha. Cho ra bông mới cho đẹp. Hồi trước đây này em ra đó nghe là nó chỉ thấp có nhũng có tới đây à, mà bây giờ lên tới gì vậy nè. Em cứ cắt đi, em lên, vừa cắt vừa nói. Trời ơi, hồi trước hay là em nhớ cái cây này em ra, em chăm sóc mấy mộ này là nó có chỉ xíu à. Nó thấp nhũng mà bây giờ nó lên. Lật đều, là đúng vậy đó. Đứng im đi. Hai sinh viên này anh vô là anh chỉ cho tạo thế cho.
Tiền chưa? Khách đưa tiền rồi, mình mới dám uống chứ không đưa tiền, tiền đâu em bù vô cho chủ quán. Mà trời sao ơi. Bình thường anh thấy là cà phê mà có phải có võng chứ mà sao nơi đây không có võng em? Có võng hồi xưa rồi, bây giờ có cái ghế này nè, trời có cái ghế bố. Em uống nước dừa đi, em uống nước dừa cho chị anh xem nào. Em thích chặt cái cô gái này ở trong này kìa. Trời ơi. Ui giời. Ui giời bú bú. Ủa trời, có cái lỗ đâm vô mà cái lỗ này là uống mới đã nè. Đâu em uống ực cho anh xem coi. Nước nó ra như khí vậy. Cứ phải đòi cái lỗ đâm vô uống mới đã. Khí CO2 hả? Hả? Hay là khí metan? Ui giời. Đâu em uống hết sức coi. Ôi giời ơi. Cô gái ngày uống 500 cái chai dừa. Độc lạ, là... độc lạ ở miền Tây. Bộ dừa không kịp cho em uống nữa hả? Ôi giời, nó uống. Em uống không nghỉ luôn hả? Uống này nó rong đấy, nó rong thì mệt lắm. Ôi bảo sao da em trắng thế. Xem nó uống như thế nào mà sao bờ môi nó cứ rực nhỉ. Đâu. Uống gì uống ghê vậy. Hết rồi nè. Hết rồi hả? Đâu chứ dừa đâu? Nè hết rồi nè. Em có ăn cùi không? Em có thích ăn cùi không? Thích ăn chém chép. Anh có thích, em có thích thầy giáo đồng không? Em có thích thầy giáo đồng không? Nhưng mà em có thích lồng tivi không? Em có thích em thích lồng tivi không? Hả? Phải thấy cái lồng nó rộng chưa? Lồng tivi làm gì em? Hả? Lồng tivi làm gì em? Là cái gì?